mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa Công Quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ: "Hôm nay tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây, nhưng vừa rồi nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi về nhà, anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ." Chị ngừng một lúc rồi nói với vẻ ấm ức: "Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay hoặc làm nên việc tốt chi đó, ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh gì cũng có, các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì, vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa, nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi, thì ổng nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thực vậy thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây." Chị nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật, hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những phẩm vật đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật pháp trường tồn thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ, lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin điều một thí dụ: nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu, mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó, đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói: nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm
mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi. Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp vệ tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy để tự lợi, lợi tha viên mãn. Ha ha ha,